Theo các bạn thì những cành đào rừng cổ thụ như thế này là do người dân lên rừng chặt đào hay là người ta chặt ở trong khu vườn của họ và mang ra đây bán? Rất nhiều người ác cảm với cái từ đào rừng, rất nhiều người phê phán những người bán đào, thậm chí là những người mua đào là tiếp tay cho việc phá rừng. Sự thực như thế nào? Mời quý vị và các bạn hãy tìm câu trả lời trong hành trình sau đây của chúng tôi. Ai đào đây, ai đào rừng đây, các bạn mua đào không các bạn ơi? Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với Việt Nam Road Trip. Và Tết gần đến rồi, mấy anh em chúng tôi lại lên cao nguyên Mộc Châu để mua sắm, để ngao du, để ngắm cảnh và đặc biệt là chọn cho mình những cành đào như thế này để về quê chơi Tết. Trong clip ngày hôm nay thì có một vấn đề mà tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn, đó chính là đào rừng. Có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người khi nhắc tới đào rừng thì họ nghĩ ngay đến cái việc là những cái người bán đào như thế này, họ vào rừng, họ chặt đào. Sau đấy những cái người mà chơi đào ở dưới thành phố chẳng hạn thì là tiếp tay cho cái việc mà chặt phá đào ở trên rừng như thế. Tôi nghĩ là xem xong clip này các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Bởi vì có rất nhiều bài báo, thậm chí là những cái bài ở trên mạng xã hội, họ dùng cái từ vấn nạn đào rừng, họ dùng cái từ phá rừng ám chỉ những người chơi đào và những người bán đào như thế này. Thì trong clip này tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Đây, xung quanh tôi là gần lóng luông của Vân Hồ và bên kia sẽ đi vào trong chỗ hang kia bà cò. Ở đây có rất nhiều những người bán đào. Cành mận này mình chặt ở đâu anh? Ở trong nhà mình hay là ở trên rừng? Cái này là chặt trong nhà ạ. À, trong nhà mình cả. Ở trong vườn ạ. Nhà mình xa đây không anh? Nhà mình là cách là 2 cây số. 2 cây số thì là cứ Tết là mình cứ chặt cây ở trong vườn mình ra và đem ra đây bán ạ. Vâng ạ. Thì một cành này thì ở trên này thì bán khoảng bao nhiêu tiền anh? Một cành này chắc một trăm dưới ạ. Mỗi cành mận như thế này thì ở đây chỉ có giá 100 đến 150 và các bạn nhìn thấy rất là nhiều cái nụ này. Đó, và cành mận này nó cũng rất là già. Đấy, cái gốc rất là to. Đó là những cái cành cây mà người ta đã trồng ở trong vườn của nhà người ta và Tết đến thì người ta đem ra đây để người ta bán lấy một chút tiền để mà sắm Tết. Em chào anh ạ. Vâng, có một người đang chở một cây đào rất là to luôn các bạn, to cực kỳ luôn. Này, nó phải cao đến tận 4 mét ấy, và chiều ngang cái này phải tầm 3 mét. Cái đào này thì mình chặt ở đâu đấy anh? Chặt ở vườn thôi anh ạ. Ở trong vườn nhà mình ạ? Trong vườn nhà em thôi. Vâng. Nhà mình ở đây cách xa không nhà ạ? Nhà em ở cách đây khoảng 3 cây. 3 cây số là ở trong bản gì ạ? Em ở bản là Pa Háng trên này. À, ở trong Pa Háng ở đây ạ. Ủa, cái đào này chắc phải mấy năm rồi anh nhỉ? Đào này chắc là 4-5 năm anh ạ. 4-5 năm ạ. Nhưng mà mình chặt thế này thì năm sau mình lấy đào đâu? Mình lấy thì quả hay là bán hay các thứ? Mình trồng nhiều mà anh. À, tức là trong vườn mình trồng rất là nhiều đào gì ạ? Vâng. Và một năm thì mình cứ chặt một ít ra. Có cái năm, nếu mà cây nào mà hợp hoa với nụ thì mình chặt ra thôi. À, tức là những cái năm mà những cái cây mà có nhiều hoa với nụ thì năm đó mình sẽ chặt ra mình bán. Thế chặt xong thì cái đào nó vẫn lên tiếp không ạ? Chặt xong thì nó vẫn lên mà anh. À, tức là mình chặt hết xong thì nó lại cứ lên tiếp đúng không ạ? Không, ý là nếu mà mình chặt một đoạn thì nó sẽ lại có mấy cái kiểu cành bé bé nó trồi ra. À, tức là nếu mình chặt ngang đây thì năm sau có cái cành bé nó sẽ lại chồi ra ở đây. Được. Và trong khoảng 1 năm tiếp thì mình lại có thể có được những cái cành như thế này để mình bán tiếp đúng không ạ? À, đấy. Nhưng mà hên xui nữa, có khi mình chặt xong nó lại chết luôn, cây đào nó chết. Nhưng mà cái cành này là cành mình trồng ở trong vườn nhà mình thôi chị ạ? Dạ vâng. Chứ không phải là mình lên rừng chặt đâu đúng không ạ? Dạ vâng. Cành này, đào này toàn mình tự trồng mà anh. Nhưng mà rừng, nếu mà rừng xung quanh đây thì có rừng nào có cây đào không? Không có đâu. Không có, không đào, có cái đào chỉ có đây. Dân trồng thì nó mới có thôi. À, tức là cây đào chỉ có ở dân trồng. Dạ vâng. Chứ không có ở trên rừng. Dạ vâng. À, vâng, em cảm ơn anh. Đây, tôi lại đi tiếp tục tìm những người dân khác. Mọi người có thể cảm nhận cái không khí rất là nhộn nhịp và tươi vui. Em chào anh ạ. Cành này mình bán bao nhiêu tiền anh? 200-300 thôi anh ạ. Một cái cành đào to như thế này các bạn này mà được bán với giá chỉ khoảng 200-300 nghìn thôi, chứ không phải là nhiều đâu ạ. Cành này mà mang xuống Hà Nội thì chắc cũng sẽ phải tầm đến 1-2 triệu mất. Nhưng mà cái cành này thì mình chặt ở trong vườn nhà mình hay là mình lên rừng chặt hả anh? Chặt trong vườn chứ anh. Trong đấy rừng ạ. Không có đâu anh. Trên rừng có đào không ạ? Không ạ. Tức là trên các cái rừng của mình ở đây thì không hề có đào. Rừng không có đào đâu anh. Đào thế... là mình trồng mới có. Còn tự nhiên là mình không có anh ạ. À, tức là đào này chỉ có ở trong vườn chứ không hề có trong tự nhiên đâu đúng không ạ? Đúng rồi. Thế còn những cây mận xù xì như thế kia thì cũng ở trong vườn nhà mình luôn ạ? Mận là cũng là do mình trồng hết. Mình trồng mới có chứ không tự nhiên nó không mọc lên.
Và một năm thì mình cứ gần Tết thì mình cứ đem ra ngoài này mình bán để mình lấy tiền sắm Tết, cả thứ đúng không anh? Đúng rồi anh. Thì một năm thì mình bán được khoảng bao nhiêu tiền đào ạ? Khoảng mấy triệu thôi. Mấy triệu thôi ạ. Vâng. Đó cũng là cái tiền để mình sắm Tết cho cả nhà rồi đúng không ạ? Đây các bạn nhìn thấy những cái cành đào rất là lớn ạ. Và đó, tất cả đều là ở trong vườn của người dân nhé, không hề có trên rừng. Đây, và mọi người có thể nhìn thấy những cái cành mận đúng không ạ? Nó rất là xù xì và rêu mốc bám ở đây rất là nhiều. Và cái mận này rất là già và rất là đẹp. Nhưng mà tất cả những cái mận này thì thưa quý vị và các bạn là cũng đều trồng ở trong nhà dân thôi. Tuyệt đối ở trên rừng không có mận nhé, gần như là thế luôn. Thực ra là cá nhân tôi là một người đi khá là nhiều trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Tôi cũng có những cái người bạn bè họ chuyên đi rừng và đều nhận được câu trả lời rằng là trong rừng không hề có đào hay là kiểu mận như thế này, chỉ có của nhà dân họ trồng thôi. Đào rừng ở đây các bạn phải hiểu là đào được trồng ở trên rừng chứ không phải là chúng ta vào rừng khai thác đào. Mỗi năm thì người dân họ cũng sẽ chặt những cành mận như này ra để họ bán, để sắm Tết, để mà mua cho những đứa trẻ những cái bộ quần áo mới, bởi vì miền Tây Bắc của Việt Nam mùa đông cực kỳ lạnh. Nhiệt độ bây giờ ngoài trời đâu đó khoảng tầm 4 đến 5 độ C mà thôi, sương mù mờ mịt. Và bây giờ thì tôi sẽ hỏi một người ở dưới Hà Nội thì phải, lên đây mua đào, bởi vì tôi vừa thấy anh ấy mua cái cành đào này rất là to. Em chào anh. Vâng, anh vừa mua cành đào này ạ. Cành đào này là bao nhiêu tiền anh? Anh mua 1 triệu 2. Đấy, các bạn nhìn thấy cái cành đào 1 triệu 2 mà cành đào chính là hồi nãy tôi có hỏi anh này. Đó, anh này ở bản Ba Háng thì anh ấy có nói với tôi là anh ấy mang từ trong vườn ra đây để bán cho người dân. Tại sao anh lại thích cái đào ở trên Mộc Châu này? Đào đây là đào nó gần như kiểu đào rừng ấy, tức là người ta chơi quanh năm rồi, người ta chỉ thích chơi cái đào này. Đào Nhật Tân thì chỉ dành cho những người già thôi, chứ còn nếu mà anh em thanh niên thì người ta không chơi đào Nhật Tân. Vâng ạ, tức là anh ấy bảo là đào Nhật Tân thì dành cho những người kiểu thích sự hoài cổ một chút đúng không ạ? Rồi là kiểu người già già. Người trẻ mình thì chơi đào này. Nhưng mà em thấy là mấy năm gần đây này, khi mà mình nói mình lên lấy đào rừng ấy, thì người ta sẽ nói mình là ông tiếp tay cho cái bọn phá rừng, hay là với anh thì anh quan điểm như thế nào về cái vấn đề đấy ạ? Quan điểm ở đây thì là hỏi người dân, người ta là vườn người ta chặt ra chứ không phải là rừng. 5-7 năm lên trên này rồi, năm nào cũng lên. Và anh đấy, đã bao giờ vào trong vườn nhà người dân để xem? Cũng đào. Một số là cũng vào thăm vườn, vừa đi về xong nhưng mà cũng không có cảnh đẹp. Mình phải ra ngoài này chỗ trung tâm. Như vậy là theo quan điểm của anh thì tất cả cái đào ở đây thì không phải là đào rừng. Không phải là đào rừng. Có nghĩa là đào được trồng ở trên rừng, đúng anh? Vào vườn rồi, tức là người ta đã trồng ở trong vườn. Đây vừa mua xong đây. 1 triệu 2 đây các bạn. Đây là 1 triệu 2 cành đào. Vâng rồi, em cảm ơn anh. Anh năm mới rồi, cảm ơn mạnh khỏe nha. Ui, có một cái bếp ấm quá. Em chào các anh. Vâng, ấm áp quá các anh. Trời mưa rét, gặp cái ấm, gặp cái bếp ấm quá. Ôi, củ gì đấy ạ? Củ sắn. À, sắn ạ. Ôi, sắn sao lại màu này ạ? Em thấy sắn nó màu kia đi nhỉ? Mình định rửa đi cho nó không dính đất mình. Nó vàng 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 ấy nhỉ? Mình chưa bóp vỏ mà. À, vâng. Chưa bóp. Bây giờ mình nướng lên ăn này. Bây giờ nướng lên ăn. Mình là em thấy toàn cây đào này. Toàn gốc đào mà. Mình cái này mình cắt cái thế nó cao quá xong là về mình cắt lấy đoạn trên đi xong rồi mình đốt cái gốc đi. Cái đào này to nhỉ? Ừ. Nó phải tầm chiều ngang phải các bạn là phải tầm 15 cm đấy. Cái đường kính. Những cái này thì vẫn chắc là già rồi anh. Loại này phải tầm khoảng 4 năm. 4 năm? Ừ. 4 năm để được một cái đào có đường kính khoảng tầm 15-17 cm này các bạn này. Đấy. Nhưng mà đào này ở trong vườn nhà mình hay là ở đâu ạ? Ở trong vườn. Tất cả ở trong vườn này. Tất cả trong vườn hết. Thế mấy cái đào mà già già ngoài kia thì cũng ở trong vườn hay là mình lên rừng mình chặt? Cũng ở trong vườn nhưng mà kiểu là mình nó trồng đấy. Hoa của nó không trúng vụ Tết đây thì mình không chặt xong là để nó già như thế đấy. Còn là cái cây nào mà nó non ấy thì bởi vì là nó trúng hoa vào vụ Tết này thì cứ chặt rồi nó không già. Vâng. Thế còn nhà mình ở đây xa, cách đây xa không anh? À, nhà mình ngay trong bản này luôn, nhà mình ngay đằng sau này luôn. Bản gì ạ? Bản này là bản gì? Đây là bản Co Tràm. À, Co Tràm ạ? Vâng. Vâng. Thế anh mấy năm bán đào ở đây rồi ạ? À, mình thì bán chục năm đây rồi. Chục năm bán đào? Vâng. Và năm nào mình cũng lấy trong vườn nhà mình hay là mình lên rừng mình chặt về? Mình phải đi mua của họ. Quanh khu này là đào là mình tự trồng hả? Tức là mình vào nhà người dân khác, mình mua, sau mình đem ra đây mình bán. Mình lại đi mua lại của họ để mình bán. À,
mình mà tự ý đi chặt của họ là chắc chắn là họ sẽ bắt mình và phạt. Nhưng đấy, mà mình chặt ở đây tức là chặt ở trong vườn nhà mình, nhà họ thôi gì đúng ạ? Rồi, mình đi chặt ở trong vườn nhà họ thôi. Còn lên rừng nó lại không có. À, tức là các cái rừng xung quanh đây thì có cây đào nào không ạ? Xung quanh này thì không có. Không có một cây đào nào luôn. Chủ yếu là họ làm một cái vườn xong là họ lấy giống về ương trong đấy xong là tầm 4-5 năm lên hoa thì mới đi chặt về bán thôi. Thì nếu mình chặt này thì năm sau nó có lên nữa không để mình bán được năm sau nữa không? À, năm sau thì vẫn được. Như cái đoạn dưới này mình không chặt ấy, chỗ này mình chặt thì sẵn ra nó sẽ mọc từ đây, nó sẽ lại mọc mấy con lên này, xong rồi lại có hoa thì mình để chặt cái phần con ở này đi, đấy, để đem đi bán tiếp. Mình để chặt cái chỗ đấy mang đi bán tiếp. Mình ở đây là đồng bào người Mông hết. Quanh khu này là người Mông hết. Người... Thì người Mông em thấy là ăn Tết vào khoảng tầm trước Tết âm lịch của người Kinh khoảng tầm 1 tháng đúng không? Đúng rồi, người Mông mình là ăn trước đây 1 tháng rồi. Sau đấy thì mình sẽ chặt đào trong vườn nhà mình, đem đi bán để có ít tiền cho trẻ con ăn học, là phục vụ cuộc sống của mình. Chứ hoàn toàn ở đây là không có đào ở trên rừng đâu đúng không? Vâng, quanh khu này là không có đào trên rừng, mà kể cả mình đi mua xa ấy thì cũng là chỉ có mua lại của họ thôi. Còn... tức là người dân họ trồng đấy, người và dân... nhà họ ở trên khu bìa rừng gì đấy. Đúng rồi. Gọi là đào được trồng ở trên rừng đúng không ạ? Đúng rồi. À, rồi em cảm ơn anh. Vâng. Thưa các bạn, ngay sau của tôi chính là đội kiểm lâm cơ động phòng cháy chữa cháy rừng số 2. Và tất cả đào rừng thì được bày bán một cách thoải mái và công khai ở đây. Thưa mọi người, điều đó chứng tỏ là gì ạ? Điều đó chứng tỏ rằng tất cả những cành đào ở đây đều không phải chặt trộm ở trên rừng, đều không phải khai thác trái phép ở trên rừng đâu ạ. Tất cả những cành đào ở đây đều là người dân họ chặt ở trong vườn của họ, đều là hợp pháp, đều là tài sản của họ ở trong khu vườn của mình, đem ra đây để bán để mà kiếm thêm thu nhập lo cho cái Tết của gia đình mình ạ. Chứ còn với tất cả những cái đào như này mà chặt rừng xem, ngay trước cơ quan kiểm lâm xem họ có bắt không? Họ bắt sạch xanh xanh chứ ạ, đúng không ạ? Tất cả những cái đào ở đây đều được người dân bày bán một cách công khai và thoải mái. Bởi vì đó là đào ở trong vườn của nhà họ ạ, không phải là đào khai thác trái phép ở trên rừng đâu ạ. Đây các bạn, tôi lại tiếp tục lang thang trên cái đoạn chợ đào ở bản Co Tràm đây. Rất là nhiều đào. Những người dân họ cũng đang ngồi bên bóng lửa bởi vì trời lạnh quá. Vâng anh, chào anh. Nhà mình bán đào ở khu này lâu chưa anh? Bán lâu rồi. Ở đây thì mình bán, mình chặt đào ở trong nhà mình hay là lên rừng mình chặt đào về để bán anh? Không phải chặt rừng đâu. Đây là mình từ là trồng lại. Xong là mình khai thác gia đình của mình nương trồng tận nương luôn. Vâng. Không phải trồng trên rừng đâu. Vâng. Mình trồng trong vườn nhà mình và hàng năm mình đem ra mình bán ạ. Vâng, rồi. Vâng, vâng. Cảm ơn anh ạ. Vâng. Chị cái vườn sau này của nhà mình hả chị? Không phải ạ, của họ đấy. À thế ạ. Đây các bạn, đằng sau ở đây tôi đây là một cái khu vườn đào này. Rõ ràng là nếu mà xét về vị trí địa lý á thì vườn đào này ở trên rừng, đúng rồi. Bởi vì toàn bộ khu vực này là rừng hết. Cho nên chúng ta gọi nó đào rừng cũng không sai. Nó được trồng ở trên rừng bởi bàn tay con người. Như tôi đã chia sẻ với quý vị các bạn là tôi đi rừng hay là đi về các biển cũng rất là nhiều. Các bạn cứ leo núi lên những cái đỉnh núi cao nhất của Việt Nam mà xem, các bạn cũng sẽ không gặp những cái cành đào ở trên rừng đâu, mà chỉ gặp ở trong vườn của người dân mà thôi. Bởi vì đặc tính của cây đào này thì thường nó chỉ sống ở trong những khu vườn của người dân mà thôi. Ở trong rừng thì nó sẽ bị những cái cây khác cạnh tranh rất là ác liệt, nó sẽ không thể sống được nhiều ở trong đó. Đào rừng ở đây các bạn phải hiểu rằng là đào của người dân trồng ở trong vườn, và vườn của họ thì dĩ nhiên là ở miền núi và ở trên rừng rồi. Hoàn toàn không có việc là người dân lên rừng chặt đào, phá rừng đem về bán cho những người dưới xuôi, thưa mọi người. Mà đây là những cành đào này người dân bán được 100.000, 200.000, rất là rẻ luôn. Một cành đào rất to như thế này mà chỉ giá đâu đó khoảng 100.000 thôi. Tất cả những cái nguồn kinh tế đó đều nhờ vào những cái vườn đào như thế này. Tôi mong các bạn tìm những cái nguồn thông tin nó chính xác, kiểm chứng các nguồn thông tin đó để biết được rằng đào rừng nó như thế nào. Chứ chúng ta đừng nên hùa theo những cái thông tin rằng là đào rừng có nghĩa là dân ô hạt lên rừng đi chặt đào về bán là phá rừng. Không phải, thưa các bạn. Các bạn có thể hỏi tất cả mọi người sinh sống ở miền núi, sinh sống ở trên những khu rừng, thực sự
là ở trong rừng có đào hay không, và người ta có vào rừng để chặt đào hay không. Thưa các bạn, vào rừng chặt đào cực kỳ khó, bởi vì sao? Thứ nhất là những khu rừng mà kiểu gọi là rừng phòng hộ này, rồi là rừng già này, thì đều được kiểm lâm bảo vệ rất là chặt. Nên là các bạn có muốn vào lấy một cái củi, lấy một cái cây ra sẽ rất là khó, chứ không nói gì đến cái chuyện là người ta vào lấy và người ta bán ồ ạt ở đường quốc lộ như thế này. Cả mấy cái km hai bên đường đều là bán đào, không có cái chuyện đó đâu thưa mọi người. Người ta mua những cành đào đấy của người dân, người dân có thêm một chút tiền lo cho cuộc sống, cái Tết của họ. Chúng ta không hiểu rõ là nó là đào rừng hay là đào đi vào rừng để mà chặt đào chặt trộm, mà chúng ta lại lên án đó, khiến cho những người dân ở đây không bán được đào. Đấy là những cái gì mà Việt Nam Trung Trích chúng tôi muốn truyền tải cho quý vị và các bạn. Trong một cái hành trình mà chúng tôi đi lên miền Mộc Châu để mua đào, chúng tôi vẫn sẽ mua những cành đào này, vẫn sẽ ngồi với những người dân để chia sẻ, để tâm sự với họ. Chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe, bình an và có thêm nhiều những trải nghiệm nữa. Một năm mới tới rồi, chúng ta hãy gạt bỏ những điều không may mắn, những cái điều chưa vui của năm cũ đi, và hân hoan chào đón một năm mới với cái tinh thần phấn khởi hơn, mạnh khỏe và hạnh phúc. Thân chào tất cả mọi người.